kính chào anh chị trong phiên ngày hôm nay thì thị trường đã có những thời điểm thị trường điều chỉnh tuy nhiên thì cái nhịp điều chỉnh của phiên ngày hôm nay là một cái nhịp điều chỉnh em đánh giá rất tuyệt vời và trong phiên ngày hôm nay đã xuất hiện rất nhiều các siêu cổ phiếu Thế vậy đó là những cổ phiếu nào thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các anh chị về cách mà chúng ta sẽ tìm kiếm những siêu cổ phiếu trong thời gian tới mà các anh chị có thể là mua được luôn trong phiên ngày mai dạ vâng thêm xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube tùng lê ezt Ok, ờ, hôm nay là một phiên mà thị trường của chúng ta điều chỉnh thì thực ra cái nhịp điều chỉnh này là cái nhịp mà hôm qua em đã có phân tích và đã chia sẻ với các chị về kịch bản này rồi với một cái tiêu đề đó là top 2 cổ phiếu chỉnh là múc đúng không ạ? Thì trong video ngày hôm qua em cũng đã đưa ra một cái quan điểm rất rõ ràng và phân tích rất kỹ là thị trường của chúng ta tuy ngày hôm qua là thị trường tăng 4 điểm nhưng mà cái áp lực bán nó đã xuất hiện từ ngày hôm qua cho nên là phiên ngày hôm nay thì thị trường sẽ có khả năng chỉnh và cái nhịp chỉnh này không phải là nhịp chỉnh đáng lo mà đây sẽ là cơ hội rất lớn để các anh chị có thể mua được với những cổ phiếu đúng không ạ? Đó, thì phiên ngày hôm nay các anh chị thấy được là có những thời điểm là thị trường của chúng ta giảm tới là 10 điểm nhưng uh, đến phiên chiều thì đã có những lực cầu vào và giúp cho thị trường rút chân lên nó tương đối là đẹp đúng không ạ? Và một cái điều em rất quan tâm trong phiên ngày hôm nay đó chính là các siêu cổ phiếu nó đang dần xuất hiện. Đó. Tức là những cái cổ phiếu này thì nó có những đặc điểm như thế nào? Nó là những cái cổ cổ phiếu mà nó sẽ có những đặc điểm là uh, khi thị trường điều chỉnh thì gần như nó không điều chỉnh mấy. Và khi thị trường hồi phục thì nó lại là những cổ phiếu hồi phục đầu tiên và tăng mạnh nhất, đúng không ạ? Đúng ạ. Thì một trong những cổ phiếu đó Um, em đánh giá đó là những cổ phiếu như là CTS hoặc là MBS là những cổ phiếu mà hôm qua em đã có phân tích rất kỹ cho các anh chị. Các anh chị nào mà chúng ta chưa xem có thể mở lại video ngày hôm qua. Em đã phân tích rất kỹ về cơ hội để cho các anh chị nhà tư chúng ta có thể mua được cổ phiếu CTS và MBS đúng không ạ? Thì uh, tại sao em lại quan tâm đến điều này? Tại sao như vậy? Bởi vì là nếu như các anh chị để kỹ thì gần như CTS và MBS hôm nay nó có điều chỉnh nhưng không điều chỉnh mấy. Và gần như cả phiên nó đều giao dịch ở mức giá xanh Nó chỉ có giao dịch một chút đầu giờ sáng thôi, một chút thôi là nó giao dịch ở cái mức giá đỏ MBS cũng tương tự như vậy và xuyên suốt cả phiên gần như là đều giao dịch ở một cái mức giá xanh cho thấy được là đây là những cổ phiếu đang khỏe hơn thị trường tương đối là nhiều đó à, đây cũng là cổ phiếu mà mặc dù là bên em thì cũng đã có mua MBS ở cái vùng giá là 27.9 ở cái phiên ngày mùng 8 tháng 5 đấy ạ đó 27.9. Đó ở ngày mùng 8 tháng 5 thì hiện tại cũng đang lãi khoảng tầm là 18%. Tuy nhiên thì đây là một trong những cổ phiếu em đánh giá là rất khỏe của thị trường cho nên là trong cái phiên ngày hôm nay thì em cũng có khuyến nghị tiếp các anh chị nhà đầu tư trong hệ thống là chúng ta tiếp tục mua đối với cổ phiếu này. Đây là cái bản tin em có đưa ra cái nhận định và viết từ tối hôm qua để cho các anh chị nhà đầu tư trong hệ thống là chúng ta sẽ có được những cái kịch bản và chúng ta sẽ chuẩn bị một cái tâm thế giao dịch là chúng ta có kế hoạch trước đúng không ạ chứ chúng ta không phải là chờ đợi đến phiên xem như thế nào đúng không? và luôn luôn là có những kế hoạch từ trước để cho anh chị nhà đầu tư chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất cho một phiên giao dịch mới thì đây là hai cổ phiếu mà em cũng đều có điểm mua tiếp cho các anh chị đó là quanh cái vùng giá 41 42 hoặc là uh, MBS thì cũng quanh cái vùng giá 31.5 thì cổ phiếu này hôm nay nó cũng kết phiên em xin lỗi là cũng có thời điểm mức giá thấp nhất là 31.5 và sau đấy nó bật lên một mức nó rất là tốt MBS thì tăng là 2,5% còn CTS là uh, tăng lên tới là hơn 3% Thì đây nó sẽ là những dấu hiệu của những siêu cổ phiếu Tức là khi thị trường điều chỉnh thì nó không điều chỉnh Không điều chỉnh mấy và khi thị trường chỉ cần dừng chân thôi là nó sẽ hồi phục đi lên một cách rất nhanh chóng Cho nên là đấy là lý do vì sao mà những cổ phiếu mạnh là những cổ phiếu mà nó sẽ càng mạnh và nó sẽ càng tăng nhiều Và đây là những cổ phiếu em sẽ luôn luôn tập trung vào những cổ phiếu nào có dòng tiền vào mạnh nhất đúng không ạ? Các anh chị nào chúng theo dõi thường xuyên các video của của em thì các anh chị cũng đều biết rằng là em luôn tập trung vào những cổ phiếu có dòng tiền vào mạnh nhất. Đó chúng ta sẽ không mua những cổ phiếu yếu, hạn chế mua những cổ phiếu yếu và nên tập trung vào những cổ phiếu mạnh. Bởi vì cổ phiếu mạnh thì nó càng khỏe thì nó lại càng tăng nhiều nữa và nó càng tăng mạnh, tăng nhanh hơn so với những cổ phiếu yếu. Đó. Ok, thế thì sau đây à, em sẽ chia sẻ với các anh chị về hai cổ phiếu chính xác ba cổ phiếu mà cái chị có thể đầu tư được trong thời gian tới và nó là những cổ phiếu em đánh giá là có thể là sẽ là những siêu cổ phiếu trong thời gian tới đó trước tiên thì nếu như các anh chị nhà đầu tư nào mà chúng ta chưa có giao dịch có hệ thống giao dịch hiệu quả và các chị cũng muốn tham gia vào hệ thống team của Tùng Lê Ezt thì các anh chị có thể nhắn tin cho em qua số zalo tại màn hình các anh chị xem thì sẽ được em hướng dẫn chi tiết cách cho chúng ta có thể là tham gia vào team của Tùng Lê SST, hoàn toàn miễn phí các anh chị nhé đó trong đây thì em sẽ luôn luôn là có những khuyến nghị từ khi mua đến khi bán ra và rất là chi tiết cho các anh chị cập nhật ngay trong phiên các anh chị nhé ờ, ok đầu tiên đó là cổ phiếu DDV đúng không ạ DDV thì có thể là các anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ lo ngại cái phiên ngày hôm qua cái phiên ngày hôm qua đó là phiên mà cổ phiếu này nó kết nến thì trông nó rất là xấu đúng không ạ thứ hai đó là các anh chị sẽ lo ngại là cổ phiếu này nó tăng nhân đôi rồi từ đầu năm thì khá nhiều các chị nhà đầu tư sẽ có một tâm lý à con này nó tăng mạnh rồi nên là chị không dám mua nữa chị sợ hoặc là anh cũng không dám mua nữa bởi vì thấy nó tăng nhiều quá rồi nó rất là sợ đúng không ạ thế nhưng mà với một cổ phiếu mà nó càng khỏe thì nó sẽ càng tăng mạnh em lấy ví dụ như vgi đúng không ạ các chị thấy từ đầu năm từ đầu năm từ đầu năm thì cổ phiếu này nó đã tăng nhân đôi từ cái vùng giá là vùng giá 28 mà tăng lên đây là tăng lên tới là 57, 58 đây, tức là nhân đôi, đúng ạ. Và kể từ thời điểm đó, sau đó thậm chí nó còn làm một nhịp nữa, lại tăng lên tới 66% nữa. Chứng tỏ là cổ phiếu nó càng mạnh thì nó sẽ càng khỏe và nó càng tăng mạnh. Các anh chị càng sợ thì nó càng tăng. Đấy là điều mà các anh chị uh, nên có những sự thay đổi. Nếu như mà từ trước đến nay các anh chị chỉ dám mua những cổ phiếu ở nền hoặc là những cổ phiếu nó chưa chạy Nhưng thực ra những cổ phiếu nào mà nó đã tăng mạnh thì đấy mới là những cổ phiếu khỏe đó Ví dụ như là cổ phiếu TCH TCH cũng là cổ phiếu mà em cũng đã từng làm video phân tích cho anh chị Đấy ạ hai cổ phiếu chuẩn bị tăng mạnh hoặc là top 3 cổ phiếu chuẩn bị chạy nước rút cực mạnh Đặc biệt là video này Thì các anh chị có thể thấy được là video này là video mà em cũng đã có phân tích rất kỹ về cổ phiếu TCH Hoặc là top 2 cổ phiếu chuẩn bị bật tăng mạnh thì trong này em cũng đã phân tích về cổ phiếu ddv các anh chị nào chúng ta chưa xem các anh chị có thể mở lại về các video này hoặc là lý do lý do nên mua ngay cổ phiếu MBB sẽ tăng mạnh đúng không ạ thì đây đều là những cổ phiếu mà em đánh giá rất cao về cái dòng tiền là những cổ phiếu rất mạnh của thị trường thì ddv cũng là một cổ phiếu như vậy đó và trong cái, cái phiên ngày hôm qua thì mặc dù cổ phiếu này tạo ra một cái nền xấu nhưng cái thanh khoản của ngày hôm qua nó không phải là quá lớn và ngược lại thì hôm nay là một phiên cổ phiếu tăng điểm Nhưng lại tăng với một cái thanh khoản cao hơn rất là nhiều so với ngày hôm qua Chứng tỏ là cái phiên ngày hôm qua nó là một phiên test cung trước khi cổ phiếu này được đánh lên Và dòng tiền vẫn không ngừng tham gia đổ vào cổ phiếu ở những vùng giá cao đó Do đó thì khi dòng tiền vẫn còn đang kỳ vọng Dòng tiền vẫn còn đang chấp nhận mua ở những vùng giá cao Thì chứng tỏ là sẽ còn kỳ vọng cổ phiếu còn chạy xa trong thời gian tới thì DDV là một trong những cổ phiếu em đánh giá vẫn còn tiềm năng rất lớn và dư địa rất lớn để chúng ta vẫn có thể đầu tư được các anh chị nhé đó thì ngày mai sẽ là ngày mà canh chị hoàn toàn có thể cân nhắc mua quanh cái vùng giá tham chiếu nếu đỏ được thì là tốt còn không chúng ta có thể mua luôn ở quanh giá tham chiếu ngày mai các anh chị nhé ok thứ hai đó là cổ phiếu của PR PR thì đây cũng là cổ phiếu mà nó gần như là nó có cái mức giá giao dịch xanh suốt cả ngày hôm nay gần như như vậy chỉ có một thời điểm ngắn đầu buổi sáng thôi là nó có cái giao dịch giá đỏ nhẹ còn lại gần như cả phiên là nó giao dịch ở mức giá giá xanh đó và đây cũng là cổ phiếu mà hôm nay thì em cũng có khuyến nghị cho các anh chị đầu tư trong group khách hàng là chúng ta tiếp tục mua ở quanh vùng giá 60.2 đó trước đó thì em đã có một khuyến nghị mua là ở vùng giá 60.61 và hôm nay thì tại thời điểm mà nó đang có giá 60.2 thì em cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị nhà đầu tư trong hệ thống là mua cổ phiếu PR. Thì kết phiên là nó đang kết phiên cao nhất ở mức giá 60.8. Và cổ phiếu này hôm nay nó đã về cái đường MA10 rồi thì nhiều khả năng em đánh giá là cổ phiếu này nó sẽ không cần phải điều chỉnh nữa và hoàn toàn có thể tăng luôn trong ngày mai. Đối với cổ phiếu này thì dòng tiền nó không phải là dòng tiền mạnh nhất nhưng nó là một cổ phiếu các anh chị có thể mua được các anh chị nhé, Đó còn đâu kỳ vọng về siêu cổ phiếu thì em sẽ đánh giá cao nhất là cổ phiếu DDV. Đó, còn các anh chị nào chúng ta chưa quen, các anh chị có thể mua đối với PR trong phiên ngày mai các anh chị nhé Ok, thứ ba là cổ phiếu AGR. Đó, tại sao lại AGR? Thực ra AGR không phải là cổ phiếu mà khỏe nhất nhóm chứng khoán. Khỏe nhất nhóm chứng khoán thì em đã chia sẻ với các anh chị rồi, đó là CTS. Đó là MBS đúng không ạ? Đó thì hiện tại thì những cổ phiếu này thì nó không còn để mua. Giả sử như nếu phiên ngày mai mà cổ phiếu CTS nó lại có một cái phiên đỏ giống như là cái phiên ngày hôm qua. Tức là nó đi theo cái mẫu hình xanh đỏ đan xen thì các anh chị có thể mua ở vùng giá đỏ. Các anh chị nhá. Nó có thể mua ở vùng giá đỏ giống như cổ phiếu VGS nó đã từng làm. Đấy ạ, cũng một cái quá trình xanh đỏ đan xen và sau đấy nó có một nhịp chạy nước rút cực mạnh ở phía sau đó thì CTS là cổ phiếu mà uh, các anh chị có thể mua được hoặc là nếu như cổ phiếu này nó chạy rồi thì thôi các anh chị có thể tìm đến cổ phiếu là AGR. Có rất nhiều các cơ hội mà các anh chị chúng ta có thể đầu tư được và AGR thì trong những phiên gần đây các anh chị thấy được là cứ phiên nào tăng điểm thì cổ phiếu tăng với von cao và giảm với von thấp cho thấy được là cái dòng tiền vẫn không ngừng đổ vào cổ phiếu thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể mua được các anh chị nhá Các anh chị đầu tư chúng ta có thể giải ngân quanh vùng giá tham chiếu hoặc là điều chỉnh đỏ nhẹ cũng được các anh chị nhé dạ vâng thì trên đây là những cái quan điểm và những chia sẻ của Tùng Lê về những cơ hội đầu tư mà cái chị có thể mua trong những phiên tới thì nếu như các anh chị thấy hay và cái chị lần đầu tiên xem video hoặc là cái chị thấy hay thì các chị có thể để lại một nút đăng ký kênh cũng như là một nút like để ủng hộ em có thể ra thêm những video trong thời gian tới các anh chị nhé à, dạ vâng thì nếu như các anh chị chúng ta muốn tham tham gia vào hệ thống giao dịch của team Tùng Lê ZT thì các anh chị có thể nhắn tin cho em qua số zalo tại màn hình các anh chị xem thì sẽ được em hướng dẫn chi tiết Cách cho chúng ta có thể tham gia hoàn toàn là miễn phí các chị nhé. Rồi vâng thì em cũng xin được kết thúc video tại đây. Em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nhé.